đây là cái sở thích của mấy bà đấy bà con. Coi như khi mà đi bất cứ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu gì hết, mấy bà thường thường nhào vô mấy cái chỗ này. Nhiều khi mấy ông chóng mặt không dám đi theo. Coi bên này cái này vàng thịt vàng giả đây không biết nữa. Vàng giả. Giả, giả làm đẹp quá chừng đi. Rồi mấy cái này thì mấy bà thích lắm đây. 21. 28 đô. Thôi rồi. 14 đô. Thế luôn. Nhưng mà đẹp. Đây có mấy bà vô trong này thử quần áo hả, để xây dựng cho Âu Châu nó như thế nào mà con hả. Coi mai kia về Úc bắt đầu khoe đồ Âu Châu. Cái này nên giống kiểu cái tụi cái tụi gì? Spanish giống cái áo của tụi nó đó. Dạ đúng rồi, phải cái tụi Tây Ban Nha kia hả, bao nhiêu? Ủa 81 đồng 20 lại quá chừng bà con. Dạ yeah. 81 đồng 20 cái khi mà tới đây mấy bà thì mua đồ của Âu Châu nó khác cái đồ của Mỹ Châu với lại Úc Châu. Đây, ai đây? Của chị đây, anh bán gì đây? Mấy bà tính mua đồ của Âu Châu về nhà. Ok, rồi bắt đầu rồi. Chính như là mình quay thì coi sao. Mấy bà như thế nào? Wow, cái hoa này, cái cây này cũng đẹp độc đáo quá chừng bà con. Sưu tầm cái cảnh. Dạ, sưu tầm cái cảnh. Ví dụ cái hoa đẹp, cảnh cây đẹp quá chừng đi. Cái này lạ rồi. Dạ. Cái này bên Úc không thấy nè. Không thấy hả? Nó nhường. Nó nhường cái hay á, giờ cái trái ra như vậy nè. Độc đáo. Cái mở đội màu á. Khi đang màu xanh là cái mới đổi màu tím, màu đỏ như vậy đó. Độc đáo. Thấy nó. Dạ. Anh đi toilet chưa? Hả? À, không có mắc không toilet. Chào bà con. Bây giờ mình đang đi tiến về cái khu Lộ Đức của nước Pháp bà con. Bây giờ du khách ở đây tùy theo theo mỗi người đi ha, mỗi nhóm là kia có gì tự do. Ngày hôm qua thì đây. Cái gì mạnh ai người ấy tới chứ sao? Đúng có đâu, 8 đúng 8 giờ là phải đi rút mà đưa nhiều người trễ cho nhưng mình đi từ từ. Đó, nhà thờ bên này. Hết rồi. Trai. Antonio, vedi che c'è che mi chiedi mai mugliere. Bên tay trái bà con, Việt Nam cũng có nhà thờ Lộ Đức bà con, Lộ Đức mà cái đó của bên Việt Nam thôi,
Còn cái này mới là chính gốc của nó. Chính gốc đó rồi. Ok, mẹ mày đứng đứng đi giờ. Đây 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 đây. Ok, rồi xong, rồi, tiếp. Để làm ào ào chứ đừng có. Đừng có đứng mà tạo dáng tao. Đâu chẳng sao hết á, mình sắp có hình được rồi. Thôi. Chụp ào ào chứ đứng mà eo tới eo luôn. Ok. Đó anh à. Thôi rủ đức vào con. Coi như đẹp quá chừng đi. Hả? À, cái này để gió. Đã đang mùa hè nhưng mà cái ở đây thì nếu mà không mang áo lạnh theo á cũng có thể bị nhiễm lạnh đó bà con. Đây là mình đi bộ nhiều em. Hả? Đây là cái cầu mà biểu tượng cho đây những người mà tàn tật rồi những người mà đau bệnh thì kia nọ người ta đi không được thì người ta kiếm người cái người giúp đỡ để có thể đi. Là cờ mà cầm giờ 3 phút rồi. Vòi nước thánh nguyện đọc sao chú vòi nước thánh của Đức Mẹ Lậu Đức chảy ra bà con đã đọc lời nguyện đấy đọc sao thánh thì đâu có cái nào đó bây giờ mẹ lấy mẹ đọc đọc trong theo ý mình thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây bỏ giỏ nè. Để trong cái này còn không? Trong quay nên nói chung là quay nước chảy như vậy, quay đắm này cho nó mạnh nha. Coi như ai mà có cái niềm tin thì sẽ được thôi. Coi như anh Đức Mạnh giúp cho những ai mà có niềm tin. Mỹ ở đâu chị? Nhóm mình em lúc lấy là mấy đứa lúc lấy rồi phụ huynh nữa. À dạ. Mà nhóm 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 này nhóm ở bên Pháp. Dạ. Bên Pháp thì đâu? Không đâu, lên lui Mỹ. Ơi Mỹ. À Russia nè. Nói Mỹ sao nè. Nói Úc sao nè. Đây là bên Sydney. Sydney. Dạ Sydney. Dạ. Ở bên đó đang lại. Dạ. Ở đó đang lại. Dạ. Ok, chào hai. À, nhóm 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 Louisiana này bao nhiêu người? 70 người. Ô bên này dạ bên này 72. À, bên Mỹ chạy hơn bên Úc ha. Úc bên Mỹ xem đẹp hơn bên Úc. No, no, no. No. Từ hôm nay mình có tiện thể đi có kỷ niệm 60 năm hôn phối. À 60 năm hôn phối tuyệt vời. À. Vâng. À, vừa rồi gặp nhóm người Việt ở Louisiana ở bên Mỹ bà con. À, và cái nhóm bên Mỹ cũng 70 người. Ở bên Úc thì 72. Ok.